Thưa quý vị, thời gian qua, Sở Công Thương Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đẩy mạnh giao thương. Mới đây nhất, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song Sở Công Thương Đà Nẵng đã tổ chức thành công chương trình kết nối giao thương với các tỉnh Tây Nguyên. Ngày 29 tháng 3 vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương Đà Nẵng đã chủ trì phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên năm 2022. Đây là một trong chuỗi các sự kiện thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại có tính liên kết vùng, phù hợp với chủ trương, kế hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, là hoạt động kết nối giao thương trực tiếp đầu tiên của 4 tỉnh thành sau thời gian dài ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi tổ chức sự kiện này với mong muốn là sẽ mở rộng cái tăng cường kết nối giao thương do doanh nghiệp Đà Nẵng với doanh nghiệp của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, mà đặc biệt là ba tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Và thông qua đây, chúng tôi sẽ doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ có cơ hội tiếp cận với các nhà phân phối và mở rộng thị trường ở tại ba tỉnh này trong tương lai. Và đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi đẩy mạnh cái liên kết vùng trong cái hoạt động phát triển về thương mại và xúc tiến thương mại. Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã tổ chức 60 bàn trưng bày giới thiệu hơn 100 sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương mại đặc trưng của gần 80 doanh nghiệp sản xuất và đại diện các đơn vị phân phối của thành phố Đà Nẵng và ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Các sản phẩm chủ yếu là đặc sản địa phương được chế biến theo quy trình sạch, khép kín, đảm bảo an toàn như sản phẩm từ trà, cà phê, mật ong, sâm, thực phẩm chế biến sẵn, nông sản rừng, rau củ, trái cây, gạo của các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh từ các địa phương. Chúng tôi cũng là một đơn vị vừa sản xuất và thương mại. Các sản phẩm chính của chúng tôi đang có là hai nhãn hàng Tảo Xoắn Spidana và bánh Phú Ông Bakery. Đến đây thì chúng tôi cũng muốn là tìm hiểu nhiều cái sản phẩm để tận dụng những cái kênh bán hiện tại của chúng tôi đang có và mở rộng thị trường. Chúng tôi đã mang theo một số sản phẩm của thành viên hợp tác xã sản xuất ra. Chúng tôi rất mong là được kết nối với các cái siêu thị, với các nhà phân phối, với các để đưa cái sản phẩm của chúng tôi đến người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng. Đây là cơ hội để các đơn vị trực tiếp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm với các nhà phân phối, người tiêu dùng, cũng như đẩy mạnh hoạt động kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh bán hàng trực tuyến, ứng dụng các giải pháp bán hàng đa kênh trong thời đại công nghiệp 4.0. Trước đó, Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã tổ chức cho các doanh nghiệp Tây Nguyên đi tham quan, tìm hiểu, kết nối với một số siêu thị, nhà phân phối trên địa bàn Đà Nẵng. Đà Nẵng là một cái trung tâm của miền Trung và Tây Nguyên. Các cái sản phẩm mà Gia Lai sản xuất ra thì đáp ứng các thị trường, đặc biệt ở Đà Nẵng. Và đây chính là cái điểm mà chúng tôi đặt kỳ vọng rất là lớn. Thông qua cái hội nghị kết nối giao thương này thì các cái nhà sản xuất họ sẽ tiếp cận được với các cái nhà tiêu thụ. Đáng chú ý, dịp này Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác. Qua đó, bốn địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong kết nối giao thương và cùng các doanh nghiệp duy trì, phát triển hơn nữa liên kết, hợp tác trong việc xúc tiến thương mại. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thúc đẩy hơn nữa cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cũng như góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.